Chào buổi sáng quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Thúy Anh rất vui được gặp lại trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, với những tình tiết trong tiểu phẩm vừa rồi thì chúng ta đã biết rằng chủ đề hôm nay nói về bớt ô ta. Bớt ô ta mặc dù không ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người bệnh nhưng lại gây ảnh hưởng đến mặt thẩm mỹ, khiến cho người bệnh cảm thấy tự ti về làn da của mình và có thể khiến cho họ đánh mất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Vậy nên việc điều trị là cần thiết. Và hiện nay thì có nhiều phương pháp điều trị và một trong số đó, phương pháp được nhiều người tin cậy nhất đó chính là sử dụng laser. Để hiểu rõ hơn về phương pháp này thì sau đây xin mời quý vị sẽ gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Lý Thị Mỹ Nhung để tìm hiểu rõ hơn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều vì đã dành thời gian để tham gia chương trình ạ. Xin chào MC Tuyết Anh, chào tất cả các bạn khán giả đang xem đài. Đầu tiên chắc là phải nhờ bác sĩ giải thích giúp Thuyết Oanh bớt ô ta là gì ạ? Thật ra đó, bớt ô ta là một cái bớt tăng sắc tố bẩm sinh do cái tế bào sắc tố của chúng ta tiết ra melanin mà nó chỉ ở lớp trung bì mà không tới được lớp thượng bì trong quá trình phát triển của bào thai. Dạ. Thì bớt ô ta được các tác giả người Nhật tìm ra từ năm 1939, là nghĩa cách đây hơn 80 năm rồi. Với biểu hiện lâm sàng là những cái bớt tăng sắc tố màu xanh dương hoặc là màu nâu ở vị trí là quanh ở trên mặt, quanh mắt, dưới ngay gò má hoặc là trên phần trên hàm. Dạ. Nha. Trong một số trường hợp thì bệnh chỉ biểu hiện có một bên thôi, nhưng mà cũng có một số trường hợp thì bệnh biểu hiện ở cả hai bên, có nghĩa là cả bên trái cả bên phải đều có những cái sang thương như vậy. Đồng thời thì những cái sang thương của bớt ô ta hoặc là còn gọi là nervous ô ta đó thì nó có thể xuất hiện ở niêm mạc mắt và niêm mạc miệng của bệnh nhân luôn. Đúng là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều về mặt thẩm mỹ luôn. Thì về mặt nguy hiểm đó, thì cái bớt này bản chất nó không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Tuy nhiên nó ảnh hưởng rất là lớn về mặt thẩm mỹ và tạo ra những cái rào cản tâm lý cho bệnh nhân, khiến họ mất tự tin và thật sự là rất khó để có thể mở lòng với mọi người. Đúng được rồi, làm cho họ mất rất nhiều cơ hội trong cuộc sống. Vậy thì thưa bác sĩ, đối với phương pháp điều trị bớt ô ta bằng laser thì chúng ta sẽ cần bao nhiêu lần điều trị thì mới có thể tiễn em ấy khỏi gương mặt của mình? Thật ra đó, điều trị là nervous ô ta nó khó lắm chứ nó không có dễ đâu. Tại vì các bạn biết rằng cái bớt sắc tố mà nó nằm ở trên bề mặt á, thì nó dễ trị hơn. Còn bớt ô ta đó thì nó nằm ở dưới sâu ở trong da, nằm ở lớp trung bì nên nó sẽ khó điều trị hơn. Nhưng điều trị laser được cho là rất là ngoạn mục trong điều trị bớt ô ta. Thì thông thường á, nếu như mà các bạn muốn biết chính xác là mình cần phải điều trị bao nhiêu lần á, thì phải điều trị một lần đầu tiên. Sau khi cái kết quả của lần đầu tiên á, thì mình bác sĩ nhìn thấy nó giảm được bao nhiêu phần. Ví dụ thông thường một lần đầu tiên điều trị như vậy, những bệnh nhân thường sẽ giảm cái sắc tố khoảng từ 30-50%. Vậy nên mình tự tin mình nói với bệnh nhân là các cái liệu trình của bạn chỉ khoảng 5 lần thôi là nó đủ rồi. Tuy nhiên cũng có người điều trị nhanh hơn những người khác. Nếu như mà trong lần đầu tiên mà mình thấy tình trạng sắc tố nó chỉ giảm được khoảng 10-20%, thì mình cũng tự tin mình nói với bệnh nhân là nó sẽ khỏi đấy, nhưng mà nó sẽ lâu hơn những người khác, có thể cần tới 7-10 lần điều trị như vậy, và mỗi lần cách nhau khoảng 6-8 tuần để nó đạt được hiệu quả là về gần như màu da thường hoặc là hoàn toàn như màu da thường. Dạ, như vậy là cần phải có lần đầu tiên thì mới biết được là quá trình sử dụng như thế nào. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì những ưu điểm cũng như nhược điểm của phương pháp điều trị này là gì ạ? Về ưu điểm và nhược điểm của phương pháp này thì bởi vì điều trị bằng laser bây giờ nó hiện đại lắm, nó không còn như ngày xưa mà bệnh nhân phải dùng những cái phương pháp bào mòn da hoặc là đốt cắt bỏ nó, thì nó sẽ để lại những cái sẹo xấu hoặc những ám ảnh tâm lý cho bệnh nhân. Thì điều trị laser, đặc biệt là laser QuickSwitch, thì nó rất là nhẹ nhàng với bệnh nhân, bởi vì nó có rất là nhiều ưu điểm. Thứ nhất, đây là một phương pháp không đau, thì bệnh nhân có thể là dễ chịu hơn so với những phương pháp khác, và khi chúng ta bôi tê cho bệnh nhân trước đó thì bệnh nhân hoàn toàn không đau gì hết trơn. Cái thứ hai là đây là một phương pháp không xâm lấn, nó không có để lại những cái sang thương bề mặt. Đến sau khi mà mình chiếu tia laser cho bệnh nhân xong á, thì trên mặt cái vùng điều trị của mình nó chỉ đỏ hơn và nó có những cái chấm xuất huyết li ti, và sau đó bệnh nhân chống nắng kỹ, vẫn trang điểm và vẫn sinh hoạt hoàn toàn bình thường. Thứ ba là cái hiệu quả điều trị của nó rất là cao. Cho tới hiện tại thì bác Nhung thấy rằng cái khả năng tái phát của nervous ô ta sau khi điều trị rất là thấp. Thông thường hơn 50% bệnh nhân sẽ hết hoàn toàn mà không có dấu hiệu tái phát. Cái tỷ lệ tái phát được ghi nhận trên toàn thế giới hiện tại nó chỉ khoảng 5-10% thôi. Nó là một phương pháp rất là triển vọng để mình làm, đúng không? Dạ đúng rồi. Còn một vấn đề nữa là bởi vì cái tính hiệu quả, tính an toàn của nó như vậy, nhưng mà nó lại có một cái chi phí rất là hợp lý đối với bệnh nhân. Nên là tôi thấy đây là một phương pháp rất là tốt. Dạ, vậy thì còn nhược điểm của nó thì sao ạ?
Thật ra nhược điểm của cái phương pháp điều trị bằng nervous OTA bằng laser thì nếu như mà các bạn được đến với những cái trung tâm tốt, các bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm mà được đào tạo đúng chuyên môn để điều trị laser và các bước tắt tốt thì hầu như nó không có cái tác dụng phụ hay rủi ro gì hết. Tuy nhiên nếu như các bạn đến với những nơi mà không có được trang thiết bị tốt nè, có nghĩa là máy móc không tốt nè, về bác sĩ thì bác sĩ lại không có chuyên môn điều trị, thì cái việc lựa chọn tần số điều trị nó rất là quan trọng và cái cường độ điều trị nó cũng quan trọng luôn. Thì lúc đó thì bạn sẽ dễ gặp những cái vấn đề, ví dụ như là có thể là năng lượng cao quá là gây bỏng cho bệnh nhân nè, hoặc là năng lượng thấp quá thì nó hoàn toàn không có hiệu quả điều trị nè. Ngoài ra thì có những cái tác dụng phụ khác, ví dụ như là không có dặn dò kỹ bệnh nhân thì dẫn đến là họ ra nắng nhiều quá sau khi làm laser, dẫn đến hiệu quả điều trị thấp mà khả năng sạm, tăng cái sạm da sau đó tăng lên. Thưa bác sĩ, đối với phương pháp điều trị này thì trước khi tiến hành và sau khi tiến hành thì chúng ta cần có những cái lưu ý gì để bảo vệ làn da? Thật ra thì bởi vì nó là phương pháp rất là nhẹ nhàng và không cản trở cuộc sống sinh hoạt của bạn, nên là chúng ta cũng không có những cái lưu ý gì đặc biệt đâu. Chỉ có là nếu như mà chúng ta có thể tránh nắng được, làm sạch da tốt và giữ ẩm da tốt trong vòng một tuần trước khi điều trị thì hiệu quả điều trị của nó sẽ nhanh hơn. Và sau khi điều trị xong đó thì chúng ta nên tránh nắng để hiệu quả điều trị được tốt nhất. Thì cái việc tránh nắng đó, bởi vì nó không có để lại mài trong khuôn mặt, nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng kem chống nắng ha. Đồng thời có thể kết hợp với thuốc uống chống nắng và chống nắng cơ học, có nghĩa là chúng ta sẽ đeo khẩu trang, đội mũ rộng vành ha. Hoặc là tránh những cái nơi mà nhiều tia UV, tránh ra khỏi ngoài trời từ khoảng 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều ha. Thì những cái phương pháp chống nắng như vậy, kem chống nắng thì chúng ta nên chọn những kem chống nắng phổ rộng có SPF từ 30 đến 50, không gây nhờn rít, không gây kích ứng da, thì nó sẽ đạt được cái hiệu quả điều trị tốt nhất. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những phân tích cực kỳ cụ thể và chi tiết vừa rồi. Đây là những thông tin sẽ giúp cho quý vị khán giả hình dung rõ hơn về chủ đề của chúng ta hôm nay.